Xấu hổ với cả đàn ông đi xe bán tải xịn sò nhưng lại quỵt tiền khi đổ xăng. Chạy ô tô bán tải trắng, tinh, sang chảnh, tỏ vẻ như dân chơi, thứ thiệt, nhưng nào ngờ gã đàn ông trên lại quỵt tiền khi đổ xăng. Qua đây, chụp clip này muốn nhờ kênh Sài Gòn TV chia sẻ rộng rãi vụ việc để mọi người nâng cao cảnh giác, đừng trông mặt mà bắt hình dong, thấy sang chảnh nhưng lại có hành động xấu hổ. Vụ việc khó tin nhưng có thật xảy ra rạng sáng 19 tháng 6 tại cây xăng ở ngã ba Long Hải, Hòa Thành, Tây Ninh. Một gã đàn ông chạy xe ô tô bán tải màu trắng vào cây xăng để đổ xăng. Sau khi nhân viên đổ xăng xong, tài xế này đã lái xe bỏ chạy mà không thanh toán tiền, bất chấp nhân viên có chạy theo gọi. Được biết, số tiền khoảng hơn 2 triệu đồng. Tuy giá trị chẳng lớn nhưng hành vi trên không đẹp tí nào, hy vọng tài xế trên nhanh chóng quay lại trả tiền cho cây xăng. Còn bạn thấy sao về pha trộm cắp này? Comment cho chúng tôi biết với nhé. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.